ung thư và điều trị ung thư để lại nhiều hậu quả nặng nề. Đa số bệnh nhân, người thân mới chỉ tập trung vào vấn đề điều trị đặc hiệu mà chưa chú trọng đến chế độ chăm sóc dinh dưỡng để nâng cao thể trạng cho người bệnh ung thư. Rất nhiều bệnh nhân ung thư ăn uống rất kém và không được chăm sóc dinh dưỡng đúng trong suốt thời gian bị bệnh. Điều này làm cho tình trạng sụt cân, suy dinh dưỡng và suy kiệt càng trầm trọng hơn. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy chỉ cần sụt 5% cân nặng đã rút Bên cạnh tác dụng tích cực là tiêu diệt và loại bỏ tế bào ung thư, hóa trị và xạ trị vẫn gây tổn hại cho những tế bào lành, tế bào vùng lân cận, nhất là các nguyên bào máu từ tủy xương, tế bào chân tóc, các tế bào trong miệng, đường tiêu hóa, tim phổi và hệ sinh sản. Điều đó dẫn đến các tác dụng phụ thường gặp như mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, nôn, buồn nôn, rụng tóc, thiếu máu, giảm sức đề kháng. Đặc biệt là nguy cơ hình thành huyết khối càng tăng cao trong hóa trị, dễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Đoán sớm, điều trị và chăm sóc dinh dưỡng đúng. Trên thực tế, một thực tế nguy hiểm và phản khoa học rất phổ biến là nhiều bệnh nhân ung thư làm theo tin đồn thổi là bị ung thư thì không được ăn các chất bổ dưỡng, thậm chí nhiều trường hợp cực đoan là nhịn ăn, ăn kham khổ, gạo lứt muối mè, uống nước lã để bỏ đói khối u với hy vọng khối u tiêu đi hoặc không phát triển. Đây là suy nghĩ hết sức không khoa học và đi ngược lại với kiến thức y học tiên tiến. Khi dinh dưỡng kém, sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể, càng làm cho tế bào ung thư phát triển mạnh hơn. Vì thế, nếu đói, thì bệnh nhân sẽ chết vì suy kiệt trước khi họ chết vì ung thư. Tổng hợp đạm cho khối nạc, tăng cường tổng hợp mỡ cho khối nạc và tăng cường cái glycogen cho khối nạc. Thế bây giờ chúng ta không ăn vào, thì không còn tổng hợp được. Nhưng mà quá trình giáng hóa hay là thoái hóa, hay là thoái rỉa, phân hủy những cái chất đó vẫn tiếp tục xảy ra bởi các cái cytokine của chính cơ thể chúng ta sinh ra để chống lại khối u. Đây là một cái vòng xoắn rất luẩn quẩn. Thì cái việc như vậy thì tôi muốn nói nhấn mạnh đầu tiên là nếu chúng ta cung cấp không đủ năng lượng cho cơ thể chúng ta, bình thường thì chúng ta cần ở 0,8 gram đạm trên 1 cân gram nặng trong ngày, 0,8 gram đạm cho 1 kg cân nặng trong một ngày. Thì khi mà chúng ta bị ung thư, cơ thể cần phải gấp 2 lần đến 2 lần rưỡi, tức là 2,5 đến 3 gram trên 1 kg nặng một ngày. Mỡ cũng vậy, đặc biệt là các cái chất giàu năng lượng như calo thì phải nhiều hơn so với người bình thường. Cho nên chúng tôi muốn nhấn mạnh khái niệm là ăn kiêng đối với bệnh ung thư. Đấy là một lời khuyên rất là chúng tôi cho là lời khuyên không hiểu biết. Tôi nói thật là không hiểu biết chứ không phải không khoa học, không hiểu biết. Vì nếu mình không đưa vào để cho cơ thể mình tổng hợp các chất đấy thì cơ thể chúng ta vẫn phải phân hủy các chất đó để nuôi khối u, và khối u nó vẫn phải lấy những chất đó ra để nó nuôi bản thân nó. Và khối u thì nó có những yếu tố đặc biệt lợi hại để khi nó huy động cơ thể chúng ta
là các yếu tố sao chấp nhân. Các yếu tố ấy là tiền đề cho việc tế bào nhân đôi. Nếu mà nó không có yếu tố nhân, sao mã nhân mà không tăng lên được thì tế bào không chia đôi được. Mà đối với ung thư thì sự phân đôi tế bào vô hạn độ, không kiểm soát, đấy là đặc điểm của tế bào ung thư. Hơn nữa nó không chết, nó sống vĩnh viễn, nó không chết theo chương trình nữa. Thế như vậy là nó vừa sống, nó vừa sinh sôi, nó càng cần nhiều năng lượng. Và cái năng lượng tôi nói rồi, nó lấy từ cơ thể, chứ không phải lấy từ tiếp từ thức ăn. Cho nên là chúng ta vẫn phải ăn vào để cho cơ thể tổng hợp. Theo khuyến cáo từ Hiệp hội Dinh dưỡng và Chuyển hóa Mỹ Aspen, liều bổ sung tối ưu 2g IPA một ngày kết hợp với dinh dưỡng cao năng lượng, giàu protein có tác động đặc hiệu trên bệnh nhân ung thư trong việc duy trì khối nạc, nâng tầm thể trạng của cơ thể. Lúc này, dinh dưỡng không chỉ có tác dụng hỗ trợ mà còn tác động mang tính dược lý đặc hiệu giúp người bệnh ổn định cân nặng. Đây cũng là một liệu pháp song hành bên cạnh các phương pháp điều trị đặc hiệu khác. Với một chế độ ăn giàu dinh dưỡng và nhiều năng lượng, dinh dưỡng tôi nói đạm ấy, nhiều năng lượng tôi nói đến mỡ và đường ấy, thì cái tăng cường cái lượng EPA trung bình người ta tính rằng là với 2g ngày, tức là tương đương khoảng là 12g dầu cá, thì có thể ngăn chặn được tình trạng sụt giảm cái lean body mass. Thế còn nếu mà chỉ có dinh dưỡng bình thường như chúng tôi đã bắt đầu, không khắc phục được, hoặc là phối hợp giữa EPA với các acid amin, đặc biệt là acid amin, acid glutamic, glutamin, thì có thể phối hợp cả những cái việc gì đấy thì làm cho cái việc tăng cường cái tổng hợp, khả năng tổng hợp protein, tổng hợp đạm của khối nạc và ngăn chặn được cái quá trình phân hủy đạm, đường, mỡ của các yếu tố mà chúng tôi vừa nói rồi được kích hoạt bởi cái cytokine, bởi các yếu tố sinh ra bởi khối u, thì có thể ngăn chặn được, thì giúp cho cơ thể có thể phục hồi khối nạc. Mà phục hồi khối nạc tức là những bệnh nhân giai đoạn cuối chẳng hạn, phục hồi khối nạc tốt thì cái chất lượng cuộc sống tốt, bệnh nhân đi lại được, tự phục vụ lấy mình được, rồi vì cái cơ nó còn mạnh. Chứ còn nếu mà khối nạc không thực hiện được, không phục hồi được ấy, thì có thể bệnh nhân sống tồn tại nhưng mà chất lượng không cao, không hoạt động được, không tự phục vụ mình được. Thì những việc như thế chúng tôi chọn là đã có khoa học chứng minh. EPA là eicosapentaenoic acid, acid béo omega 3 chuỗi dài nhiều nối đôi. Cơ thể không tự tổng hợp được chất này. EPA giúp ngăn chặn tình trạng suy mòn ở bệnh nhân ung thư qua những cơ chế phức tạp, ức chế huy động chất mỡ và tiêu hủy chất mỡ, ức chế phân hủy chất đạm, tăng cường sản sinh chất chống viêm, điều hòa hệ miễn dịch, quá trình chuyển hóa, hoạt động của các tuyến nội tiết. Điều này giúp hạn chế tình trạng giảm cân, suy mòn và nhiễm trùng cho người bệnh ung thư. Nguồn cung cấp EPA chủ yếu là từ dầu cá vùng biển sâu như cá ngừ và cá hồi. Hai nguồn cung cấp chính về axit béo omega 3 là dầu cá và dầu plaxis. Dầu cá hay các thành phần EPA và DHA trong dầu cá hầu như được dùng trong tất cả các nghiên cứu về ung thư. Dầu plaxis rẻ hơn và chứa một tỷ lệ axit béo omega 3 cao hơn. Dầu plaxis chứa khoảng 58% alpha-linoleic acid trong tổng số chất béo, nhưng chưa được chứng minh là hữu hiệu khi dùng trị ung thư. Trong các nghiên cứu nơi người khỏe mạnh dầu plaxis uống mỗi ngày 1,5 thìa canh sẽ hữu hiệu trong việc làm tăng mức độ EPA trong mô tế bào, tương đương như việc dùng trực tiếp EPA, miễn là giới hạn lượng acid béo omega-6 trong thực đơn. Cũng tương tự, dầu calona chứa nhiều linoleic acid giúp tăng phần nào mức EPA trong mô tế bào, nhưng mức độ chuyển biến có vẻ bị giới hạn và không thể ước đoán được. Trong một thử nghiệm nơi chuột bị ghép tế bào ung thư tuyến nhiếp hộ, một chế độ ăn uống có thêm 18% dầu plaxis và 5% dầu bắp không làm giảm ung thư và không giúp kéo dài đời sống như chế độ ăn uống chứa 18% EPA và DHA và 5% dầu bắp. Do đó, dầu cá là hợp chất tốt nhất để dùng trong các trường hợp điều trị ung thư. Một yếu tố quan trọng khác cần chú ý trong việc sử dụng EPA trong lâm sàng
là số lượng và loại các axit béo khác có cùng trong thực đơn. Có một cái rất là nghịch lý là mặc dù chúng ta cung cấp đầy đủ năng lượng, đầy đủ đạm hay là cơ chất nói chung, nhưng mà vẫn không chống lại được quá trình suy mòn do ung thư. Bởi vì sao ạ? Là nó không ăn trực tiếp, khối u nó không lấy trực tiếp các cơ chất mà chúng ta ăn vào, mà nó lại qua quá trình cơ thể chúng ta phải tổng hợp. Xong cái tổng hợp ấy thì các cái yếu tố mà sinh ra ở trong khối u ấy nó gây ra phân hủy để đưa ra khối u. Bây làm sao chống lại quá trình sinh sản là cái yếu tố để mà nó phân hủy hay là giải phóng hay là huy động các cái cơ chất trong cái khối nạc của chúng ta. Thì có nhiều biện pháp. Người ta khẳng định là nếu chỉ nuôi dưỡng giàu năng lượng, giàu đạm không đủ. Như định nghĩa ban đầu là nếu chỉ nuôi dưỡng bằng giàu đạm, giàu năng lượng là không đảo ngược được quá trình suy mòn do ung thư. Vì thế cần phải tìm những biện pháp phối hợp, mà trong đó thì có nhiều biện pháp. Hiện nay người ta dùng các axit amin, ví dụ như axit amin glutamin hay là axit glutamic ấy, một trong những cái mà để sản xuất amin chính ấy. Ví dụ thế. Và gần đây thì chúng tôi có tham khảo tài liệu, người ta dùng cái axit béo không no omega 3, mà trong đó thì quan trọng nhất người ta quan tâm đến cái EPA. Ngoài axit béo, một số dược chất thiên nhiên khác cũng có thể hữu dụng để trị suy mòn. Nhóm chất có triển vọng tốt nhất là những hợp chất có hoạt tính như bảo vệ các cơ quan tiêu hóa, chống lại những thương tổn như các hư hại gây ra do hóa chất trị liệu. Song song với việc điều trị ung thư, những dược liệu giúp bệnh nhân tăng cường sức khỏe, hạn chế tác dụng phụ trong quá trình hóa trị, xạ trị cũng rất được quan tâm. Nghiên cứu đã cho thấy một số chất, dược liệu thiên nhiên có thể sử dụng để giảm thiểu tác dụng phụ trong chữa trị ung thư, bao gồm nấm vân chi, nấm linh chi, beta-glucan, nano-curcumin. Các nhà khoa học đã tìm thấy trong nấm vân chi các loại hợp chất như polysaccharide, pertit có tác dụng ức chế các tế bào ung thư, nâng cao hoạt tính miễn dịch cơ thể, chống lại ảnh hưởng kiềm miễn dịch của các liệu pháp hóa trị và xạ trị, giúp kìm hãm sự phát triển của các khối u, đồng thời tăng cảm giác ngon miệng, điều hòa hệ thần kinh và làm giảm đau các vết thương. Nấm linh chi giúp nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. Nấm linh chi giảm những tác dụng phụ từ hóa chất và xạ trị như buồn nôn, đau đầu, sốt, nhiễm trùng, giảm cân và rụng tóc. Nghiên cứu đã chứng minh chất polycharide trong nấm linh chi có tác dụng phòng chống ung thư rất mạnh, đặc biệt là khi kết hợp với nấm vân chi sẽ giúp hỗ trợ điều trị ung thư một cách hiệu quả. Beta-glucan là chất miễn dịch mạnh nhất và giúp phòng ngừa các khối u ác tính. Đây là một trong những chất bổ sung quan trọng để đảm bảo sức khỏe, tăng cường mạnh mẽ khả năng miễn dịch và bạn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Beta-glucan gián tiếp tham gia một cách hiệu quả mà không gây hại cho các tế bào lành khác.